ngồi chơi, uống trà nha. Ok. Sao hôm nay tự nhiên rảnh rỗi tới thăm em vậy? Bộ không có cuộc họp gì hết hả? À, anh quên mất. Anh tới đưa cho em cục xà. Hôm bữa em đi sinh nhật bà ngoại anh, em quên. À, em quên, cảm ơn anh nha. Hôm bữa con nhìn đi sinh nhật vui ghê. Cái gì? Em... sinh nhật vui ghê hả? À, thôi em xin phép về trước nha. Khỏi, thằng Phát này đi trước. À, anh Phát, anh ngồi đây đợi tí nha. Lát ba em ra ba em nói chuyện nha. Ba ơi, có anh Đốc tới nè. Phát, nè, anh làm sao vậy? Tự nhiên đang không nói không rằng em bỏ đi một nước vậy. Anh mới là người hỏi em câu đó đó. Tại sao em tới nhà anh Đức? Em đã hứa với anh là em sẽ không tới nhà anh Đức mà. Năm lần bảy lượt anh điện cho em vẫn nói là đang ở nhà. Tại sao lừa dối anh? Em... Anh biết anh không bằng anh Đức. Từ học thức, địa vị, gia thế, anh không bao giờ so sánh bằng người ta được hết. Em đi vô với anh Đức đi. Nè, anh nói cái gì vậy? Anh biết là em không có ý so sánh đó mà. Em biết là anh tự ti. Nếu mà em nói ra, anh sẽ tự ái, anh sẽ giận nên mới giấu anh. Với lại, anh phải thông cảm cho em chứ. Em dù gì từ nhỏ tới lớn cũng thân với nhà bên đó. Hôm đó là đại thọ của bà, em không đi sao được. Ừ, tất cả là do anh. Do anh sai, do anh tự ti, do anh ghen tuông mù quáng. Anh cũng không muốn trở thành người vậy đâu. Em đi vô đi. Anh nói cái gì vậy anh Phát? Thôi, em xin lỗi. Tụi mình đi vô tiệm đi rồi tụi mình nói tiếp. Mình bỏ qua chuyện này nha. Quyên à, khoảng cách giữa em và anh quá lớn. Không thể nào đứng đây nói vài câu có thể lấp đầy được đâu. Bây giờ anh có chạy hết tốc lực cũng không thể nào đuổi kịp em. Và em cũng không thể nào đứng lại chờ anh hoài được. Vô nói với anh Đức đi. Anh Phát. Nè, có gì muốn nói với tôi không? Chuyện của anh Đức cứ... Có khi nào mình hiểu lầm Nguyên thiệt không? Thưa ba. Ừ. Alo, tôi nghe Đặng Sơn. À, tôi đã hủy hợp đồng với bên công ty của ông Bỉ Màu rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ký hợp đồng với bên anh thôi. Ở chừng nào anh ghé công ty tôi được. Vậy đó hả? Nhưng mà anh hủy hợp đồng vậy đó, bên đó người ta có làm khó làm dễ vậy anh không? À, không có gì hết á. Hai bên là vui vẻ hết rồi. Có nghĩa là hợp đồng bây giờ tôi không có liên quan gì đến công ty của ông Bỉ Màu nữa hết. Bây giờ tôi chỉ chờ ký hợp đồng với bên của anh thôi. Rồi, tôi sẽ gặp anh sau nha. À, cảm ơn anh nha. Rồi, dạ. Ủa chú Sơn hẹn chú làm gì chú? Ông Sơn ông hủy hợp đồng bên tiệm bánh mì ông Bảy Màu rồi. Ông sẽ qua ông ký hợp đồng với tiệm mình. Hay quá. Ba, thành công lớn lần này á, một phần rất là lớn nhờ anh Đức á ba. Vậy con điện với anh Đức, mời nó chiều qua ăn cơm với mình. Để ba nói lời cảm ơn nó nghe. Dạ con biết rồi. Lại đây. Yes. Chú. Chú thành công lần này á, một phần là nhờ Đức, còn một phần lớn á, là nhờ một anh hùng thầm lặng á chú. Ai vậy? Tên. Đây nè chú. Phát á chú. Sao? Chú biết không, bữa đó qua nhà ông Bảy Màu á, con có đi theo, con thấy thằng Phát nó nói luật nha. Trời đất ơi. Hai cha con xanh như đít nháy luôn. Ủa, bộ anh Phát anh có qua chỗ ông Bảy Màu hả? Anh qua hồi nào vậy mà sao em không biết gì hết trơn á? Có, bữa đó, nó qua nó nói là công ty của mấy người đã sai luật rồi, tôi sẽ nhờ luật sư vô kiện hai cha con ông. Hai cha con phải tháo bản hiệu xuống, phải đền tiền và đi tu. Xong rồi hai cha con nó sợ quá, đâu biết làm gì đâu, quỳ xuống. Lại. Trời đất ơi, mày lãi tao làm chi? Hai cha con nó lãi gì đó? Lãi thì lãi ông Phát kìa, tao còn sống chừng ngành đấy mà lãi tao làm chi? Xong rồi ông Phát nó lãi. Lúc đó anh Phát anh cảm thấy mình nhỏ mà mình để người lớn quỳ như vậy là không được. Anh Phát cũng quỳ xuống. Lại ba cái gì vậy? Lại ba lại đáp lễ. Coi như lại qua lại lợi vậy đó hả? Dạ. Sao mà anh Phát? Nâng lên. Chậm miệng lễ.
Khanh hãy bình thân. Xong cái hai người giống luôn chú. Dạ. Xong lúc đó hai cha con đó mặt bài xinh le luôn chú. Vậy đó hả? Dạ, mà ăn Phát nó đâu bỏ qua đâu. Nó làm tiếp nữa. Vậy đó hả? Dạ. Mày chơi ác quá. Bớt xàm giùm cái chú. Khúc đầu thì có, còn khúc sau là hai người này xàm đó chú. Ồ. Thì thêm vô cho nó gây cấn trong phim nó vậy đó. Cho vui mà. Kìa kìa, tới kìa. Tới luôn. Dạ con chờ chú. Ừ. Mới nhắc tới liền ha. Ngồi, ngồi đi con. Sao? Tới đây có chuyện gì không? À, con nghĩ là thôi, hay là mình bỏ qua vụ kiện đi chú. Ê, ê, chú. Khúc này mình không cần phải nghe luật sư nữa. Kiện, 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 kiện cho tới cho con. Nhái bản hiệu mà. Kiện tới, tới, tới cho con. Kiện cho tới luôn chú. Đúng rồi chú. Sao bỏ qua dễ dàng gì được? Trời, nó tới luôn rồi. Dạ, con chào ông Màu. Dạ, ông Màu bỏ qua cho tiệm tụi con nha ông Màu. Tại hai cha con của con không có biết, nhờ luật sư Đức ở đây phân tích, cho nên tụi con mới biết là tụi con phạm luật mà tụi con không biết. Ông Màu, ông Màu ơi, ông Màu bỏ qua tiệm tụi con nha. Ba con ở nhà đang gỡ bản hiệu á. Ông Màu bỏ qua đi ông Màu. Ông Màu. Lại trả lễ hả chú? Trời đất ơi, rồi tụi mới làm cái gì? Thôi 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 thôi. Lại lục cái gì ở đây tùm lum tà la vậy? Bỏ qua cho con nha ông Màu ơi. Chú bình tĩnh. Đừng có nhìn những cái giọt nước mắt cá sấu này mà thương xót. Cái gì? Tháo bản hiệu hả? Về bển gắn lên cho tôi kiện. Bây giờ mà có tháo ra tôi cũng kiện, kiện, kiện cho. Dạ gắn bản hiệu lên đi. Dạ, dạ tôi mà anh. Dạ tha cho em đi mà chị. Thôi đi. Ủa mày khóc hay cười vậy? Dạ tôi đang khóc. Dạ. Người ta đã biết lỗi người ta rồi. Mình cũng phải thông cảm, bỏ qua. Dạ. Nó tháo bản hiệu xuống rồi. Dạ. Dạ con cảm ơn ông Màu. Ừ. Tính bỏ qua mà thấy mày khóc, thấy muốn kiện nữa kìa. Thôi mà anh. Dạ. Thôi về đi con. Ừ. Dạ. Dạ. Con chào cả nhà con về. Ừ. Về đi nha con. Về đi. Cái gì? Sao đơn giản vậy chú? Thôi, đồng nghiệp ta đã biết lỗi rồi. Mình làm khó không dễ chi nữa. Dù cứ vậy không à. Thôi, bỏ qua đi. Thêm một chuyện chỉ bằng bớt đi một chuyện. Em cũng thấy thôi bỏ qua đi anh ơi. Ta biết lỗi rồi. Học như chú nè, học cái chữ kệ. Thôi, kệ. Chiều ghé đây ăn cơm với chú. Để cho chú có cơ hội nói lời cảm ơn con nghe. Dạ. Chú, sao chú cho hết người này cơ hội, rồi cho người kia cơ hội. Vậy thằng Phát này mất cơ hội rồi. Ôi, anh Phát, em luôn cho anh một cơ hội mà. Anh Phát ơi, anh Phát. Đứa này nó làm cái gì vậy ha? Làm nhìn phát gớm hả chú? Ừ. Ây da, chặt chân quá. Chú bóp chân con gái chú. Tao mày nữa hả? Thì nãy giờ lại trả lễ đó. Ai mượn mày vậy? Tao không có mượn. Sao đi? Sao mà nóng lực quá vậy? Nói chung là mình giải quyết cái vụ này cũng trì ra trúc giải. Cảm ơn luật sư nhiều nha. Bây giờ mình cũng ly đi. Mời mấy em. Dạ. Yeah. Khoan. Có làm gì đâu mà hô hào dữ vậy? À thì bữa anh có liêu liêu cái thằng đó đó. liêu liêu thằng nào? Cái thằng con của ông bánh mì ông Màu, bảy màu đó. Trời ơi, góp công lớn quá ha. Lớn chứ sao không lớn, đỡ em đâu có làm gì đâu. Thôi mời, mời luật sư. Mời nha. 2, 3, go. Anh Minh. Em biết là người ta dị ứng tiêu, cho nên em kêu cái món mực đó không có tiêu á. Anh nói người ta ăn giùm em. Phát nó nói á là em dị ứng tiêu nên nó kêu món mực xào ớt cho em ăn á. Đi. Mày ăn. Dạ. Anh Minh. Anh nhắn lại giùm em á là em cảm ơn. Quyên nó nhắn lại là nó cảm ơn. Vô luật sư. À dạ, vô. Anh Minh, anh nhắn lại với người ta khỏi cảm ơn em. Tại vì một khi mình yêu, mình thích ai, mình sẽ nắm hết tất cả mọi sở thích, rồi cách ăn uống, dị ứng cái gì, không thích ăn cái gì, mình nắm hết lòng bàn tay mình rồi. Nó nói là không cần cảm ơn, trong lòng bàn tay.
anh Minh không phải vậy. Ý là một khi mình thương, mình thích ai á, mình sẽ nắm rõ tất cả mọi sở thích, cách ăn uống, ghét ăn cái nào, thích ăn cái nào, cái đó mới đúng chứ bàn tay đâu. Nó nói là một khi đã thương rồi là tất cả sở thích á nó đều biết nằm trong lòng bàn tay. Quyên ơi, nếu anh nhớ không lầm thì trước giờ em vẫn thích món hải sản đúng không? Dù có thay đổi như thế nào đi nữa, anh mời em. Em cảm ơn anh rất nhiều nha. Em không nghĩ là anh còn nhớ luôn á. Anh làm em nhớ hồi lúc tụi mình đi du học quá. Lần nào hai đứa mình cũng đi ăn pizza hải sản hết á. Anh Phát. Hả? Anh thích ăn cá chiên đúng không? Em gắp cho anh nè. Anh cũng thích nữa. Tự gắp đi. Trời, sở thích của anh em cũng biết nữa hả? Vậy mà có nhiều người nói thân dữ lắm mà không biết gì về anh hết trơn. Anh Minh, anh nhắn giúp em á, là nếu mà yêu nhau thật lòng thì cho dù có khó khăn hay mâu thuẫn gì á thì cũng sẽ cùng nhau giải quyết, chứ không có ai làm ba cái trò này hết á, chỉ có con nít thì mới hành xử như vậy thôi. Dạ dữ vậy. Mà Quyên, làm ơn qua đây ngồi đi. Anh đâu phải một câu đưa thư đâu. Kêu anh chuyển qua đây rồi đây chuyển qua lại. Đi ăn mà, chứ phải đi đưa thư đâu. Qua đây ngồi giùm anh. Qua đây ngồi đi. Xin lỗi luật sư nha. Tôi làm con người vậy chứ, bắt làm con bồ câu. Ngồi đây. Tại anh em mới ngồi đó nha. Ngồi đi. Còn mày ăn nữa, qua bên ngồi. Đó, vậy cho khỏe. Ngồi xuống đi. Rồi đó, muốn nói gì nói đi. Anh Minh, anh nói giùm với em á, là em qua đây ngồi rồi á. Ủa, tôi đổi chỗ rồi mà. Trời đất, làm tao rối quá. Bây giờ tới tối tao làm bồ câu đưa thư hoài luôn á. Sao anh quần hoài vậy anh Minh? Một pha xử lý hết sức cồng kềnh nha Minh nha. Nguyên cả buổi tối ăn uống không yên với hai đứa mày nữa. Dạ xin lỗi sực sư. Dạ. Cái đó của em. Em xin. Ăn cho hết nè. Hôm bữa đi sinh nhật của bà anh Đức, là bởi vì từ nhỏ đến lớn qua nhà bà chơi, cái bà cũng quý mến hay tâm sự với bà nữa. Với lại bà là người lớn tuổi thì mình phải kính lão đắc thọ. Mình đi sinh nhật của người ta thì có chuyện gì đâu. Người sống á hả, bớt cố chấp lại đi. Thôi vô anh Minh, vô đi. Sắp tới công chuyện tiệm mình nhiều lắm á. Bây giờ mình vô cái lấy sinh khí với năng lượng nè. Vô Minh, vô mời mọi người. Em mời anh Đức. Vô. Anh Đức, anh ăn cái này đi. Dạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu mà không có anh, em không biết là cái vụ kiện này nó sẽ đến khi nào, dây dưa đến khi nào luôn. Anh đúng là luật sư giỏi nhất mà em từng biết á. Có gì đâu, được làm việc với một cô gái vừa thông minh vừa giỏi giang như em, anh còn phải học hỏi dài. Dạ, cảm ơn anh. Làm như trên đời này chỉ có mấy người đó là biết làm luật sư. Anh đi đâu vậy? Nó đi gửi tình vào đất á, em đi theo coi vậy. Thôi kệ ông đi, mình vô đi mọi người. Nè, anh muốn cái gì đây? Tôi là bạn trai của Quyên. Anh với Quyên là bạn cũ, tôi tôn trọng điều đó. Nhưng đừng thấy như vậy mà có những cái suy nghĩ đi quá giới hạn nha. Lúc đó thì không hay đâu. Ủa, sao vậy? Cậu sợ mất cô ấy à? Là đàn ông thì cậu nên tự tin lên. Đừng đụng với người tôi. Được thôi, nhưng mà tôi nhắc lại, là đàn ông thì cậu phải tự tin lên. Còn nếu mà cậu cảm thấy mình còn đủ bản lĩnh á, thì nhường Quyên cho tôi đi. Anh! Sao? Tôi nói đúng quá còn gì? Không! Không đúng á!
Vô. Ờ, anh Đức. Ờ, mơ mốt không biết có được gặp anh Đức nữa không ta? Coi chứ, khi nào rảnh anh sẽ qua. Thôi đừng qua nữa, Thoát đâu thích anh đâu qua hoài. Anh Đức, tôi nói cho anh một cái điều này, cũng như là khẳng định với anh luôn. Quyền, Quyền, Quyền là bạn gái của tôi, thì chắc chắn tôi sẽ là người bảo vệ. Tôi sẽ chăm sóc và tôi sẽ lo lắng cho Quyền. Cho nên anh đụng vô Quyền một cái đi, đừng hỏi tại sao nước biển mặn. Nè, tôi nói thiệt nha, đừng có thấy tôi vậy nào tưởng tôi nói giỡn với anh nha. Anh không phải là một chàng trai hoàn hảo. Anh là một thằng ít chữ lắm, cũng ít học. Nhưng mà từ khi thích em, anh đọc sách nhiều lắm á. Anh đọc sách kinh tế, anh đọc quản lý doanh nghiệp, anh đọc cạnh tranh công bằng trong kinh doanh, anh đọc gia đình xã hội, anh đọc nhiều lắm Quyên ơi, anh đọc sách nhiều lắm. Quyên ơi, chúc mừng em. Anh nghĩ là em đã tìm được đúng người rồi. Anh nghĩ bây giờ trên đời này không còn ai tốt hơn cậu ta nữa đâu. Cảm ơn anh. Công nhận, luật sư nói cái gì cũng chuẩn hết. Tuy rằng em rất là thích anh Phát, nhưng mà sau khi mà nghe anh Phát tỏ tình thì em rất là ngưỡng mộ. Em quyết định là em ship cặp này, em sẽ ủng hộ anh Phát tới cùng. Anh hả? Never die. Never. Mời luật sư. Dạ. Một là em đứng lại một chỗ, hai là em ngồi xuống. Đi qua em lại chóng mặt quá. Chứ giỡn chưa đi làm nữa. Ngóng với trong gì, hôm qua nó xỉn lắm rồi. Nó say men rượu, rồi nó say men tình nữa. Sao vậy nổi? Anh á, toàn nó nhảm không à. Hôm qua anh cứ đưa anh về đến tận nhà không đó. Trời ơi, anh đưa về tận nhà luôn. Mà tới tận nhà thì mới ghê chứ. Nó kéo ông lên giường, nó ôm anh, nó hung, nó kêu Quyên ơi, Quyên ơi, Quyên anh yêu em. Cái anh nói tao không phải là Quyên. Nó đạp anh gớt xuống giường luôn. Tôi đi, em mệt anh quá à. Anh Phát anh không phải là người sổ sàng như anh nói vậy đâu. Anh chào. Anh chào cho tỉnh. Ê, ê, ê. Anh Minh, tối qua em xỉn quá cho nên em ngủ về trễ, đi làm trễ, anh đừng mét chú Màu nha. Nói chung là anh xỉn lắm. Anh á là anh vì em, anh có thể đọc tất cả các loại sách. Anh có thể đọc sách tình yêu hôn nhân gia đình sinh đẻ gì đó. Yêu em Quyên ơi. Anh Minh, em xỉn nhưng mà em lý trí lắm nha. Em nhớ hôm qua em có nói tầm bậy gì đâu. Mày dám làm mà mày không chịu hả? Ngại gì? Đừng có nói nữa, không có, em nhớ là lý trí em là cực kỳ sáng suốt luôn, không bao giờ em nói vậy đâu. Đừng có chọc em kiểu đó. Thấy không, anh biết thế nào nó cũng chối à. Bởi vì cái thằng này á, phải nói có sách mách phải có chứng. Vậy còn chưa lại nữa. Mách sách em đưa cho gì? Nó coi. Quyên à, anh là một thằng ít chữ lắm, cũng ít học.
Thôi 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 thôi. Mà anh hứa với em luôn á, sau này á, khi mà nghe cái chuyện gì á, anh sẽ điều tra tìm hiểu thiệt kỹ, không có đùng lên kiểu nít gì nữa đâu. Chí rồi, mà anh nè, em cũng xin lỗi anh nha. Em hứa với anh đó là từ nay em làm gì cũng sẽ nói anh nghe hết á. Em cũng không có muốn thấy anh phải vì em mà buồn hiu buồn hắt vậy đâu. Ừ, anh biết rồi. Nè, anh biết á, là đoạn đường phía trước của anh với em còn dài và nhiều khó khăn lắm. Nhưng mà chỉ cần em nắm tay anh, chúng ta tay trong tay mình sẽ vượt qua mọi khó khăn luôn. Đúng rồi đó, anh tin em đi. Em hứa lúc nào em cũng sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh phấn đấu, cùng anh giúp đỡ. Tụi mình sẽ cùng nhau vượt qua hết mọi khó khăn. Nhưng mà anh á, anh phải tin em. Anh không được nghĩ như vậy nữa, biết chưa? Anh biết rồi. Mà nè, làm gì làm, nói gì nói cũng đừng có thân thiết với ông Đức quá nha. Anh không có thích đâu á. Thằng kỳ mày, bạn thân của người ta mà không cho thân. Vậy là bạn gì? Anh Minh, anh quay phim nữa hả? Nè, anh bỏ cái điện thoại xuống nha, thôi em đuổi gì anh bây giờ. Bỏ xuống, nhanh lên. Quy, thiệt tình. Mệt quá à, đừng có ghen tuông bậy bạ nữa. Anh yên tâm đi. Anh Đức á, anh đi theo gia đình ảnh qua bên nước ngoài lập nghiệp rồi. Không có về Việt Nam nữa đâu. Thiệt không? Trời hôm nay đẹp quá, không lẽ xin hôn lên má Quyên? Bậy bạ. Hả? Mày hôn lên má Quyên là mày hôn cô Vân hả? Chú Mào quýnh mày hả mày? Anh Minh thì hôn má của Quyên phải nói là hôn lên má em Quyên, chứ không phải là hôn má Quyên nha. Không thiệt luôn á, em không hiểu sao ba em có thể chịu đựng nổi anh mấy năm nay nữa. Nói chuyện với anh nữa đâu. Ê vô động phòng hả? Anh Minh, anh đừng nói tầm bậy tầm bạ được không? Ngại muốn chết luôn. Ngại muốn chết luôn. Anh Minh, em nói anh thêm một lần nữa, anh đừng có nói tầm bậy tầm bạ nữa đó. Ngại muốn chết luôn. Ngại muốn chết luôn. Thì gớm. Biết bao kia.